chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Hôm nay ở bên em trời đẹp mê ly luôn, 95 độ F ngày hôm nay. Các bạn biết không, mình kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện này thật sự là rất là xấu hổ. Cái ngày hôm nay mình muốn về để live stream với các bạn, kể cho các bạn nghe và nghe những cái lời bình luận của các bạn luôn. Nhưng mà cái kênh CC Travel thì mình like không có được, thì thôi đi, còn hai cái kênh kia thì để mình làm video này trước đi đã, rồi mình sẽ like nói chuyện với các bạn sau. Các bạn thấy không, thật sự là quá xấu hổ ngày hôm nay luôn. Hôm nay đó là mình đi vào trong một cái tiệm này để mình mua cái cây son, tại vì mình chạy ngang qua mình thấy còn mở cửa, thì cái tiệm đó rất là quen với mình, Mỹ mà, mấy đứa trẻ trẻ không à. Và có một đứa cũng là bạn của con mình đó, mình vào mua cây son thì mình vừa vào thì tụi nó vui mừng này nọ lắm, rồi đã hỏi mình làm YouTube sao rồi, tại tụi nó ủng hộ kênh YouTube mình nhiều lắm các bạn. Thì mình cười cười mình nói, rồi tự nhiên cái có một cái cô đó, cổ đưa vô trong mặt mình các bạn, cô cầm cái phone như vậy nè, cổ đưa vô mặt mình vậy nè, cổ nói mình á là you know her. Khi mình nhìn vô, các bạn biết chuyện gì không các bạn? Thật sự ra là cả thế giới biết rồi. Và khi mình cầm mình coi thì là cái cô gái đi hôi của đó các bạn, hôi của đi ăn cắp rượu mà còn live stream nữa. Thành ra ở đó cái tụi nó ồ lên, cái tụi nó cười, cái nó nói là đây là người Việt Nam phải hay không, mày có biết nó không? Thì mình mới nói là không, đúng, nó là người Việt Nam, tại mình đâu có chối được đâu các bạn. Báo chí nó đăng lên là người Việt Nam hết mà, chẳng lẽ giờ mình nói nó không phải Việt Nam, nó Chinese thì mình đổ thừa cho người China cũng đâu có được, đúng không ạ? Cho nên là mình chỉ biết im lặng thôi à, rồi mình nhìn tụi nó rồi mình đi. Rồi cái tụi nó hỏi mình rằng là you make the video for her, mình cũng không có dám nói, không trả lời, giống như là lãng đi luôn, không nghe đó các bạn, rồi đi lựa son các bạn. Thành ra đó là mình thấy đó là cả thế giới họ biết luôn và cảm thấy quá là xấu hổ luôn. Chỉ có vài trăm đồng bạc à, mà tại sao mà phải làm như vậy, mà ngu đến cái mức độ mà còn live stream nữa chứ, vô tình hay là cố ý. Nhưng mà nó để cái video đó cho mình nghe các bạn, dù là mình đi vòng vòng ở đó mình lựa son, nhưng mà mình thấy nó để cái video luôn, nó mở speaker lên luôn, thành ra là mình nghe được. Trời ơi, mấy cái cô gái đó hả, nói chuyện hình như là có một cái cô nào đó xúi cái cô bé đó đi vào lấy. Cái cô bé đó cũng biết sợ đó, cũng biết sợ, nhưng mà vì cái cô, một người khác xúi. Thành ra là trời ơi, mình cũng không hiểu như thế nào luôn. Chẳng qua đó mình nghĩ như vậy nè, cái cô mà cổ cố tình cổ live stream, cổ làm cái video này, thì cô đó sẽ là người không có lấy mà xúi những đứa khác vô lấy. Để chi? Để mình làm video. Bạn trai của cổ đã vô lấy rồi, cổ đứng ở ngoài, cổ làm video và cổ xúi luôn một cái cô bé kia vô lấy. Trời, hình ảnh ha, bây giờ họ đăng đầy ở trên Facebook, YouTube, rõ mặt luôn, rất là đẹp gái luôn các bạn. Và thật sự là quá xấu hổ luôn, không biết tại sao, ngu gì mà ngu đến cái mức độ như vậy. Và cái người cầm cái phone quay đó, trách là trách cái người cầm cái phone quay đó, đúng là vạch áo cho người xem lưng. Ở đâu bạo loạn thì không biết, mà ngay nơi của mình nó bình yên vô cùng. Kể cả dịch Covid mình thấy cũng rất là bình yên, và lệnh đưa ra thì mọi người phải chấp hành thôi. Nhưng mà mình cảm thấy rất là bình yên vô cùng ngay tại cái nơi của mình ở các bạn. Cho nên là tự nhiên cái vừa bước vô trong tiệm mua cây son, cái bị người ta dí vô trong mặt như vậy nè. Tại người ta thấy mình làm YouTube đó các bạn. Mấy cô đó, mấy cô bé tới nhà mình chơi vài lần rồi, thì tự nhiên dí vô mặt mình nè, rồi cười ha há lên, là nói rằng là why she so stupid, tức là nhỏ này tại sao mà ngu đến như vậy. Bây giờ cả thế giới biết hết rồi, trốn đi đâu nữa bây giờ, xấu hổ. Không những tụi nó xấu hổ mà cả cha cả mẹ tụi nó cũng xấu hổ. Người ta chửi, người ta không chửi những đứa đó, mà tôi chửi cha mẹ nó, tại sao mà đẻ những đứa con nó ngu đến mức độ như vậy các bạn. Đã đi ăn cắp, đi hôi của người ta rồi live stream. Nhưng mà khi mà mình xem qua cái video, bây giờ mình về mình mới xem là các bạn, xem của các bạn Việt Nam đăng lên đó, các bạn Việt Nam ở bên Mỹ đăng lên đó, nghe kỹ những cái người đó nói, thì mình thấy là cái cô bé Cathy hay là tên gì đó, hình như là Cathy hay gì đó, cái cô bé đó đó, cô bị một cái người chắc có thể lớn tuổi hơn cái cô đó một vài tuổi xúi, mày vô mày lấy đi,
nghe rất là rõ luôn. Mày vô mày lấy đi, đã vậy còn kêu tên cái người bạn trai của mình khi mà họ đang đi vô họ hôi của nữa chứ. Lấy mấy chai rượu đó ra, thật sự mình nhìn thấy đó các bạn, không đáng nhiêu tiền mấy cái chai rượu đó đâu. Rồi coi này nha, sẽ bị bắt. Và trong cái khuyến định của họ, suốt cuộc đời của họ là nó ghi ở trong đó các bạn là ăn cắp. Sau này có đi xin việc làm hay bất kỳ một việc gì rất là khó khăn là tại sao? Mày là người ăn cắp, ai mà dám nhận? Mà các bạn biết, các bạn đi làm ở những chỗ Mỹ không à, hoặc là Việt Nam cũng vậy. Việc đầu tiên các bạn đi làm là cái gì? Người ta không cần biết các bạn là ai. Các bạn phải đưa giấy tờ để chứng minh, và họ coi cái hồ sơ lý lịch của các bạn trước khi họ mới nói chuyện với bạn. Họ phải check cái credit của bạn trước khi họ nói chuyện với bạn. Chứ không phải là bạn vô, bạn nói ờ cô ơi con muốn đi làm, hoặc là I need the job or something này nọ đó, không có. Dù họ là chủ đó, họ nhận bạn, nhưng mà trước khi họ muốn nhận bạn là họ cũng phải coi cái credit của bạn. Không cần biết là bạn đẹp sắc nước hương trời hay là bạn như thế nào, họ cũng không bao giờ cho họ biết chính họ họ là người nhận bạn cả. Họ phải check cái quyết định của bạn trước rồi sau đó mới nói chuyện. Thành ra là thật sự đó, khi về rồi là ngồi ở đây là các bạn xem cái video, khi bây giờ về rồi ngồi ngay tại đây và xem cái video đó, thật sự quá bức xúc và cảm thấy là tại sao mà lại ngu đến cái mức độ như vậy, vừa ăn cướp vừa la làng. Nhưng mà không biết các bạn nghĩ như thế nào, nhưng mà cái mình trách đó là mình trách cái người mà cầm cái máy quay phim đó. Chính cái người đó mới là cái người gieo cái tội ác cho ba cái người kia. Cổ muốn được cái gì? Được nổi tiếng hả? Thiếu gì chuyện ở Mỹ này muốn nổi tiếng không khó các bạn, rất là dễ. Nhưng mà đừng có làm ảnh hưởng đến cả một cái cộng đồng người Việt của mình. Với người Việt của mình hả, cho đi không hết á. Ai cũng có một cái lòng rất là chia sẻ yêu thương, mà chỉ vì những cái đứa trẻ như vậy thôi mà làm thiệt là xấu hổ, xấu mặt tất cả mọi người luôn. Mình nghĩ là ngay cái tại cái tiểu bang của mình nè, thì chắc cũng không ai biết cái chuyện này đâu. Trời ơi, vậy mà hôm nay chính mình các bạn, nó dí vô trong mặt mình vậy nè các bạn, thiệt xấu hổ vô cùng luôn. Rồi cuối cùng mình đi vòng vòng mà mất hứng luôn các bạn, cũng không có lựa được cái màu son đó nữa. Rồi thôi mình đi về, mình nói là I come back. Các bạn nghĩ sao? Nếu các bạn bị như mình, các bạn nghĩ sao? Và cũng không có thể chối được, người đó không phải là người Việt Nam nữa. Báo chí nó đăng rành rành rồi còn gì nữa là chối. Nhưng mà không có việc gì phải chối hết đó. Mình làm lỗi mình nhận, có gì đâu mà chối, đúng không các bạn? Rồi, những cái cô cậu này sẽ biết luật pháp của Mỹ là như thế nào. Biết rằng là sẽ không có ở tù lâu, đúng. Vì trong cái tình hình này, nhưng mà trong cái record của những người này sẽ bị ghi vào một cái tội là ăn cắp. Rồi để coi sau này khi lớn lên, bây giờ còn trẻ quá mà, 30 tuổi, 40 tuổi đi, đi xin việc làm đi, rồi sẽ coi như thế nào. Không có clear được đâu nha các bạn. Khi mà nó nằm trong cái record đó rồi, không bao giờ các bạn có thể clear được. Dù các bạn có mướn luật sư cũng không clear được đâu. Ngày xưa mình có một người quen, mình biết đó. Cái anh này nè, anh làm ở trong cái nhà hàng đó. Thì có một người làm chung, lúc nào cũng khoe khoang rồi cái này thế kia lắm. Thì anh mới nói, anh mới nghĩ trong lòng anh thôi, ngày nào tao lấy của mày á, cho bỏ ghét, cho mày hết cái tật khoe khoang. Cho đến một ngày đó, anh lấy, anh thọt tay vào cái ba lô của cô đó, và anh mở cái bóp của cô đó ra luôn, anh lấy tiền của cô luôn các bạn. Và trong đó thì có một cái sợi dây chuyền bằng bạc thôi à. Không biết làm sao mà anh cũng đi anh lấy luôn nữa. Khi về tới nhà qua ngày hôm sau thì cô này cũng mới biết, cũng không nói gì hết. Cô tới cô yêu cầu chủ cho cô coi camera ngày hôm qua ai cắp tiền của cô. Chủ mở lên liền các bạn, thì cái mặt ông đó đưa ra ngay camera luôn. Và sau đó cổ, nếu mà cổ như người ta, tại cổ cũng người Việt, cái lời xin lỗi của anh đó thì cổ tha cho ảnh đi thì tốt, nhưng mà cổ lại không tha.
Và tại vì cổ ở Mỹ lâu rồi, anh này thì mới qua Mỹ, cổ nói rằng là cổ gọi cảnh sát tới để trừng trị cái người Việt Nam mới qua Mỹ mưu si không hiểu biết đi ăn cắp của cổ. Thì cổ mới nói là cổ muốn dằn mặt cái anh này, cho nên cô gọi cảnh sát, cổ không tha. Khi cảnh sát tới làm report và mọi thứ, cuối cùng ảnh cũng chỉ bị cảnh cáo không có bao lâu hết các bạn, không có ở tù, nói chung là cũng không có ở tù. Nhưng mà cái record của ảnh bây giờ là đã hơn 20 mấy năm các bạn, vẫn còn. Cho nên bây giờ đó là ảnh chỉ có thể đi xin làm ở những cái chỗ rất là quen biết, làm ở chợ. Rồi sau đó anh làm ở chợ, anh thấy cũng không có đủ để nuôi gia đình của anh. Anh này thực sự số khổ đó các bạn. Cho nên cuối cùng bây giờ thì anh làm neo. Bây giờ anh lớn tuổi rồi, bây giờ anh cũng ngoài 50 rồi các bạn. Đó là một cái câu chuyện ăn cắp ở Mỹ rất là nguy hiểm. Thì theo như các bạn nghĩ đó, nếu các bạn là mình, ngày hôm nay các bạn bị như vậy, các bạn nghĩ sao? Mình á, thật sự với các bạn nha, vừa quê mà không biết làm sao ngày hôm nay luôn các bạn, khó chịu mà bực bội vô cùng luôn. Cho nên là tối nay về mình sẽ kể cho con mình nghe. Trời đẹp thì lại gió quá các bạn. Cái dù này của mình á, mình đang nhờ người tới bắt mấy con ốc hoặc là mua những cái bao xi măng, bao đất, bao cát gì mà nặng thật là nặng nó để đè lên bốn cái chân, chứ nếu không là nó sẽ bị ngã các bạn, mà chưa có tìm ra người. Thôi thì đó là những gì mình chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay, nỗi bức xúc của mình trong ngày hôm nay. Nếu các bạn là mình, các bạn sẽ làm gì? Hãy bình luận ở dưới cho mình biết mình cần phải làm gì. Nếu mà có một người nào đó họ hỏi mình rằng là đây là những người Việt Nam của mày đó hả, thì mình phải trả lời như thế nào các bạn nha? Bình luận ở dưới cho mình. Và mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều đã xem cái video này ha.